À, kính thưa quý vị các bạn, đây là gia đình đâu, gia đình vô luôn đi. Trời ơi, đây là một cái trường hợp là nói chung là khó khăn trong cuộc sống. Đôi trẻ là hai vợ chồng cũng sinh con mới có 3 tháng, tầm 3 tháng thôi là cũng bị lừa hai vợ chồng qua tới Campuchia luôn nha, vô đường dây mua bán người, bỏ lại cháu bé để cho bà nội nuôi. Và cháu bé hôm nay là được gần 4 tháng rồi. Cũng có nhờ đến đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chúng tôi để giải cứu em trai này về. Rồi giờ con có lời nào nói với chú Hải không? Con cảm ơn chú Hải, cảm ơn cái chú đã cho mình đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Cảm ơn mấy chú này đã cứu con, rồi giúp con cho con về được Việt Nam, về đoàn tụ với con với gia đình con. Con hứa với mấy chú là giờ con về đây con sẽ làm ăn, con không chơi bời gì hết, con làm ăn kiếm tiền, con chuộc vợ con về nữa. Mong cộng đồng mạng chia sẻ. Hiện tại bây giờ là do em Tài này đã sức khỏe không tốt cho nên là được cướp về trước, còn vợ em ấy thì đang còn không đủ khả năng lo, rồi còn đang kẹt ở bên đó. Tài cũng mới nói là sẽ cố gắng để tìm đủ mọi cách để cứu vợ mình về, lo cho con và sống chung với vợ. Anh có lời nào mà để nói với cộng đồng mạng không? Con cũng xin cảm ơn bên đội hiệp sĩ Hải ở Bình Dương, cảm ơn anh em đã cũng hỗ trợ giúp cho cháu được về, thì cũng cảm ơn bên đội hiệp sĩ Hải rất là nhiều. Rồi bây giờ là chúng tôi cũng mong, rất mong mọi người hãy cảnh giác nha, rất mong mọi người cảnh giác. Ai có gặp khó khăn gì cứ việc liên hệ qua số điện thoại 0913 785 858 để gặp anh Hải nha. Chúng tôi rồi chúng tôi sẽ giúp hết sức mình, không bỏ một ai nha, không bỏ một ai nha mọi người. Rồi video đến đây xin kết thúc, là cảm ơn mọi người.